anh ạ. À, nếu mà có chương trình gì đơn giản đúng không? Đợt này Đức Tổng này về 2-3 chỗ liên tục này. Mai về cả tay. Tháng sau lại về bên giải con gì? 16 ở bên giải. À thế thì đúng rồi. Nhưng mà làm Đức Tổng cũng mệt phết đấy nhỉ. Suốt ngày phải đi. Hả? Ừ. Kẻ giáo phận Hải Phòng á? Thế à? Thế hai giáo phận cửa? Thật. Xây cái kiểu từng 10 này tinh vinh lắm. Dùng vinh lắm. Kìa lên dây đi kìa. Chỗ này lấp đất không cần dây đâu. Cứ đứng vào cặp như hôm qua là chứ chứt đều nhau ạ, giúp đều nhau nữa. Đấy là bằng. Ừ. Không ngồi dưới khoai, chứt đều nhau ạ, ô vô thấp nhất là chứt đều ạ. Áo qua ông Tần đứng chỗ hội hát không? Không mới có hội hảo. Hai hàng các bạn, hai hàng, trùng hàng, trùng, hai hàng như đâu cũng có hàng, chấp xong lại chấp tiếp, chấp ba luôn, hai mười đến một ngang, hai mười cái quay cùng nhau, ba mươi cái thì gì cái thế, ba mươi cái gì, ba mươi cái gì, ba hàng, cái hàng hai mươi cái gì cái thế, ba mươi, cái hàng quay hàng ấy thì lại trùng nhau mà trùng, vì là giữa mình đi trước công rồi cũng sợ. Giữa nó gánh rồi đúng không? Giữa nó khóa linh tinh này cái gì? Mà cái tường to này sợ gì mà. Hả? Tường. Thật. Kinh nhỉ, nghe gõ bay cứ xoạc xoáng. Gạch này có đến 10 không? Đó, cho đến đâu 10 hơn. Cho hết lượt đi nhá, hàng cũng vừa rồi. Đặt cái này thì ác rồi. Thật. Không, nó sáng rồi này. Đấy. À, nhìn đêm mà tối lên. 3:50 quay cho bọn nhà nó nhìn. Xem nó sáng choang. Sáng này là quay sáng lắm đấy. Hả? Đổi mật khẩu mạng á? Thế à? Ai đổi? Không, đời sống Việt vẫn có mà. Ở có. Nhưng mà nó đổi sang tên tên kênh kia để làm với bọn Hà Nội, làm nhận thiết kế. Vâng. Làm nhận thiết kế bọn Hà Nội. Nhưng mà gõ đời sống Việt nó vẫn ra mà. Nhưng mà cháu cũng đăng ít ấy mà. Tuần đăng có 1-2 cái. Giờ làm kênh mới.
Kênh đấy nó lớn rồi, không cần đăng nhiều. Nói chung là cái móng có vẻ to mới chắc được nhỉ. Chứ cứ kiểu bên dưới đường cái rằng lên trên lại tròn tròn 20 thì khác thì tường nhỉ. Có chắc hay không được, nó bỏ cái móng. Đúng rồi. Xong lại được cái rằng chống thấm bé tí tí, chán thua. Thấy nó yếu ớt thế nào. Qua này họ học kèn suốt ngày đêm nhỉ. Hả? À mai đội này cũng đi nhập với cổng à? Đi tiêu thượng gì à? Thế là chương trình nhưng mà giữ được mẹ bên giải họ không làm tạm thì xóm kia phải làm à? Đang mong cho họ bỏ đi để cho nó. Họ bỏ đi cho cô bán làm hả?